Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh, nếu bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu, chúc các bạn một ngày tốt lành. Chap 239. Tiếp theo anh ta nhanh chóng xoay người để thoát khỏi tình thế. Anh ta di chuyển rất nhanh, nhưng Kiếm Vương lại còn nhanh hơn. Anh ta trực tiếp vươn tay ra nắm cổ Tô Lâm, giữ anh ta giữa không trung. Còn Tô Lâm thì hai chân vẫy lên không trung, dường như muốn chạy đi nhưng không thể tiến triển được thẩm lãng đứng dậy trong miệng nói nha 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 đây là cái gì tạo hình đây rất độc đáo đó vũ trụ vũ bộ khoa phụ đuổi mặt trời ư mọi người tức khắc hoảng hốt đã xảy ra chuyện gì thẩm lãng vừa rồi không phải đã bị đâm xuyên qua sao kiếm vương đã dùng một kiếm rất mạnh để đâm xuyên qua ngực anh ta thẩm lãng rút kiếm ra khỏi lưng mình lớn tiếng nói các vị bạn hữu của trấn sa thành tiếp theo là thời khắc chứng kiến kỳ tích ta sẽ biểu diễn cho các ngài xem cảnh nuốt kiếm sau đó thẩm lãng nhẹ nhàng nuốt chừng thanh kiếm này bởi vì đây là một thanh kiếm có thể co rút lại áp lực mạnh mẽ toàn bộ có thể bị áp giết vào chuôi kiếm phần lộ ra ngoài chỉ còn ba tấc bây giờ ta sẽ tự giết trước mặt mọi người để biểu diễn cho đại gia xem thẩm lãng kéo thanh kiếm co rút này trở lại hình dạng ban đầu sau đó đột nhiên đâm vào ngực mình tức khắc mũi kiếm lại co rút về ước chừng chỉ còn lại một thước nhiều nhìn qua như thể đã đâm vào thân thể đó là một cảnh tượng hết sức kinh ngạc à? Tiếp theo thẩm lãng cởi bỏ quần áo, lộ ra cơ quan trước ngực. Hưu, này mũi kiếm liền trực đâm xuyên qua hắn. Đây là chân tướng khi thẩm lãng bị kiếm đâm xuyên qua bao đựng máu. Thẩm lãng nói, đại gia kinh hỉ không, bất ngờ không. Ta, thẩm lãng đạo sĩ lợi hại hay không, chẳng nhẽ lại không lợi hại sao. Đêm qua, thẩm lãng và kiếm vương tiền bối đã diễn luyện hàng trăm lần. Tự nhiên, thiên y vô phùng. Ha 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 ha. Cuối cùng, đại ngốc không thể nhịn được nữa mở to mắt cười hắn mới là người đã trải qua nhiều khó khăn nhất hắn kỹ thuật diễn quá kém nên sau khi tiến vào hắn đã nhắm mắt lại hồn phi thiên ngoại sợ rằng sẽ lộ ra sơ hở nhưng hắn muốn cười nên hắn đã cố gắng nén lại nén đến mức cả người đỏ bừng run rẩy không ngừng trông như một người đang tức giận vô cùng tô lâm gần như điên rồi lý thiên thu ngươi từ bỏ thê tử của mình sao ngươi bỏ mặc sống chết của nàng sao thẩm lãng đáp biểu ca Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mời kiếm vương tiền bối đến đây và để thê tử của hắn ở trên đảo cho các ngươi bắt đi sao? Các ngươi tô thị quá đê tiện, không có điểm mấu chốt nào trong việc này sao? Phu nhân kiếm vương đã sớm được chuyển đến một nơi an toàn tuyệt đối. Tô Lâm không dám tin tưởng, nhìn vào người phụ nữ trong lồng sắt và hét lớn, nàng là phu nhân kiếm vương, tóc của nàng rụng hết, cả người gầy yếu, da thân thể giống như con thiềm thử. Nàng chính là phu nhân kiếm vương. Thẩm lãng cười lạnh và nói, đầu tiên, để cứu phu nhân Kiếm Vương, ta đã luôn nghiên cứu chất độc trong cơ thể của nàng. Ta đã tinh chế ra hàng chục mẫu, hiện tại vẫn chưa tìm được biện pháp giải độc. Nhưng để khôi phục lại tình trạng bệnh giống nhau như đúc thì lại dễ dàng. Thứ hai, các ngươi đã tìm thấy người phụ nữ này ở sâu trong hang động. Miệng của nàng liên tục la hét Lý Thiên Thu, con quỷ này, mau đến cứu ta. Các ngươi liền mừng rỡ như điên và hoàn toàn kết luận rằng nàng là phu nhân Kiếm Vương. Thực ra thì trí óc của nàng đã hỏng và nàng chỉ biết la hét câu này mãi. Tô Lâm Quát, nàng là ai? Nàng là ai? Thẩm Lãng trả lời, nàng chỉ là một tội phạm chưa chết. Việc sử dụng nàng để cứu người cũng coi như là sự cống hiến duy nhất trong cuộc đời của nàng. Người phụ nữ trong lồng sắt lại bắt đầu gào giống điên cuồng, "Tắt lửa, tắt lửa. Lý Thiên Thu, con quỷ này, mau đến cứu ta, mau đến cứu ta." Tô Lâm lạnh lùng hỏi, "Ngươi đã sớm dự đoán được ngày này, vì vậy đã chuẩn bị trước chăng?" Thẩm Lãng trả lời, "Đương nhiên Ngươi biết hàng ngày ta làm gì nhiều nhất không? Đó là sử dụng đại nhập pháp, đứng từ góc độ của kẻ thù để tự hỏi vấn đề. Ta mỗi ngày đều suy nghĩ, nếu ta là Tôn An, thì ta sẽ giết thẩm lãng, kẻ tiểu nhân này như thế nào. Những biện pháp mà các ngươi nghĩ ra, ta cũng đã nghĩ tới. Những biện pháp mà các ngươi chưa nghĩ tới, ta cũng đã nghĩ tới. Đúng như vậy, khi Thẩm Lãng mời Kiếm Vương đến, hắn đã sớm bí mật đưa phu nhân Kiếm Vương tới Thiên Nhai Hải Các. Sau đó hắn đã để lại một người phụ nữ có bệnh trạng giống như trong hang động trên kiếm đảo, một tội phạm chưa chết. Hơn nữa, thẩm lãng nói rằng việc cứu phu nhân kiếm vương đã có tiến triển quan trọng, điều này cũng là sự thật. Tô Lâm không thể tin được mình và nhìn thẩm lãng. Trước kia, khi nghe nói thẩm lãng xào trá như quỷ, hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Một người nắm quyền lâu sẽ trở nên kiêu ngạo, có cảm giác rằng mọi người không bằng mình. Vì vậy, khi nghe nói thẩm lãng muốn đến Trấn xa thành, Tô Lâm dù coi trọng nhưng cũng khinh thường trong lòng. Toàn bộ trấn Sa Thành đã sớm bị ta chiếm hữu hoàn toàn, Thẩm Lãng mang theo vài trăm kẻ hèn muốn lật đổ sao? Đúng là mơ tưởng, chỉ cần ta Tô Lâm ra tay, liền có thể giết chết ngươi. Nhưng bây giờ, chỉ sau một ngày, dù Tô Lâm có ưu thế vẫn thua thảm. Hai bên hoàn toàn không phải là đối thủ của nhau. Thẩm Lãng, ngươi thật độc ác, ngươi thật độc ác. Tô Lâm la lớn, "Nhưng ngươi cho rằng như vậy có ích sao?" hiện tại có hàng trăm cao thủ vây quanh các ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể thoát ra được sao hãy tha cho ta ngươi còn có hy vọng sống sót tô lâm chưa kịp nói xong bỗng dưng cảm thấy dưới chân lạnh buốt sau đó hắn hoảng sợ phát hiện hai chân mình máu đang chảy xuống trên mặt đất kia một đống đồ vật phi thường quen mắt thẩm lãng trong tay chủy thủ giơ lên còn có vết máu hắn hắn bị thiến a a a thẩm lãng con ác ma con ác quỷ Ngươi muốn thiến ta, vì sao không nhắc nhở gì hết?" Tô Lâm phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ đại sảnh đều chứng kiến, da đầu của họ từng đợt trở nên ngứa ngáy tê dại. Thẩm Lãng nói, "Biểu ca, lúc trước thật lòng xin lỗi, nhưng cái dao nhỏ này của ngươi thật sự sắc bén, ta không nhịn được mà cắt vài thứ." Tô Lâm thét lớn trong tuyệt vọng, "Thẩm Lãng, ta sẽ giết chết ngươi, ta sẽ giết chết ngươi." Thẩm Lãng nói, "Nhưng biểu ca, ngươi cũng đừng quá tự mãn, thằng nhỏ của ngươi nhỏ quá." liệu ngươi có thể thỏa mãn nương tử khổng lồ của ngươi không là đuôi chuột ngoáy lọ mỡ sao tô lâm truyền lệnh mạnh mẽ động thủ động thủ đánh cho thẩm lãng bầm thâm bầm thâm ngay lập tức hàng trăm cao thủ trên sân bắt đầu vung kiếm tô lâm thê tử cô gái tròn trị kia cuối cùng cũng phản ứng lại nhìn trưởng phu của mình bị tổn thương cô quát lớn tất cả mọi người lên lột ra rồi xảy gân tên kia làm cho hắn chết trong đau đớn giết nữ nhân trong lồng sắt vèo vèo vèo, vèo hơn chục võ sĩ nhắm mục tiêu và bắn chết người phụ nữ trong lồng sắt sau đó hàng trăm cao thủ tấn công thẩm lãng và hai người đồng minh của hắn một cách cuồng nhiệt trạng thái này đã bỏ qua hoàn toàn cuộc sống của tô lâm lý thiên thu nhẹ nhàng áp đảo bóp vỡ xương cổ của tô lâm ngay lập tức kết quả là tô lâm cảm thấy toàn bộ dưới cổ hoàn toàn mất cảm giác ngay cả hai chân của hắn cũng không đau đớn a a a tô lâm một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đến tận cùng Lý Thiên Thu từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm sắc bén, hướng về phía đại ngốc và nói, đại ngốc, hãy bảo vệ nhị ngốc, có vấn đề gì không? Đại ngốc lắc đầu mạnh, không rõ là có vấn đề hay không. Sau đó, kiếm vương Lý Thiên Thu cầm kiếm, như một tia chớp, lao ra ngoài. Một người, một kiếm, đối mặt với hơn một trăm cao thủ. Và rồi, màn quen thuộc một lần nữa diễn ra. Trước mặt kiếm vương, dù là người thường hay cao thủ, đều không có sự khác biệt. Tất cả đều bị giết bởi một kiếm. Xoẹt xoẹt. Thanh kiếm trong tay hắn sắc bén như tia chớp, không có chiêu thức gì cả. Mỗi một kiếm, mỗi một người, giết chóc liên tiếp. Trong nháy mắt, xung quanh hắn đã là một đống xác chết. Nói thật, Kiếm Vương khi đối mặt với toàn bộ binh lính võ trang còn cảm thấy phiền toái hơn một chút, bởi vì những binh lính này đều mặc giáp dày, mỗi lần đâm thủng hoặc chém ra đều tốn kém chân khí. Nhưng những cao thủ võ đạo này lại không thích mặc qua giáp sắt kiếm vương có thể dùng tốc độ nhanh nhất sức lực nhẹ nhất để đâm thủng tim họ cắt đứt động mạch của họ thậm chí còn tránh né xương cốt để tránh lãng phí chút chân khí lực lượng giết giết tiếng giống to của phu nhân tô lâm vang lên phanh 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 bên ngoài sân hàng trăm võ sĩ lao vào bắn chết bọn họ bắn chết tên tiểu bạch kiểm này phu nhân tô lâm ra lệnh không hề do dự sẵn lòng biến chồng mình thành con nhím ngay lập tức hàng trăm võ sĩ dương cung cải tên họ nhắm vào thẩm lãng và bắn liên hồi nhưng mà vô ích đại ngốc vung lên cây bổng huyền thiết đột nhiên cây bổng huyền thiết to lớn này dài 2 mét tạo ra một cơn lốc xoáy có đường kính 4 mét tốc độ của hắn quá nhanh cây bổng huyền thiết này vung lên tạo ra một lực hút mạnh mẽ hơn nữa trong cây gậy sắt này chứa thiết từ thiên ngoại có lực hút rất lớn tất cả các mũi tên được bắn tới đều bị hút lại thẩm lãng trốn sau lưng đại ngốc an toàn như đang trốn sau bức tường thành không cần nói gì đến việc mũi tên nhọn xẹt qua gương mặt, nguy hiểm như thế nào, không có một chiếc mũi tên nào của kẻ thù tiếp cận thẩm lãng trong phạm vi ba thước. Vì thế, hắn ngồi sổm trên mặt đất và chơi trò chơi với Tô Lâm. Biểu ca, có cảm giác không? Biểu ca, ta hỏi ngươi này, có cảm giác không? Biểu ca, ta như vậy hung hăng đâm ngươi, đều không có cảm giác sao? Tô Lâm muốn tuyệt vọng. Trong lòng hắn chỉ có một câu duy nhất. Thẩm lãng, đờ mờ ngươi, đờ mờ ngươi. Bởi vì thẩm lãng, với thanh đao trong tay, đã đâm một đao sau một đao vào đùi, cánh tay và bụng hắn. Hắn bị đâm cho cả người tiêu huyết, và hắn còn hỏi liệu có cảm giác hay không. Thẩm lãng nói, biểu ca, ta cuối cùng lại thọc thêm một đao nữa. Phập, thẩm lãng lại thọc thêm một đao nữa. Nhưng lúc này, hắn không rút ra, bởi vì hắn không còn sức. Thẩm lãng kinh ngạc và cảm thán, biểu ca, ngươi vẫn chưa có cảm giác sao. Ngươi quả thật lợi hại. Tô Lâm gào lên, thẩm lãng, thanh đao của ngươi đã cắm vào đâu rồi? Thẩm lãng nói, đao của ta đã cắm vào giữa mông ngươi, biểu ca. Có lẽ sau này việc đi vệ sinh của ngươi sẽ không còn thuận tiện nữa. Ngay lập tức, Tô Lâm mở to mắt, gào lên, thẩm lãng, con mẹ ngươi, con mẹ ngươi. Phu nhân Tô Lâm, quận chúa của Thói Quốc, gần như muốn điên lên. Cái tên đại ngốc này thật sự quá lợi hại. Dù cho mưa tên dày đặc như vậy, nhưng không có một chiếc nào có thể xuyên qua trận côn của hắn. Xong lên đi, Giết cái tên ngốc to con này, giết cái tên ngốc to con này. Phu nhân Tô Lâm ra lệnh, hàng trăm võ sĩ liều mạng xông phòng lại đây. Giết, giết, giết. Phu nhân Tô Lâm cũng lao vào cuộc chiến, vung lên thanh đao, đột nhiên xông về phía Đại Ngốc. Thẩm Lãng nói, "Đại Ngốc, hãy nhắm mắt lại." "Được." Đại Ngốc nhắm mắt lại. Phu nhân Tô Lâm ngạc nhiên, sau đó cười khúc khích. Cái tên Đại Ngốc này thật sự còn nhắm mắt lại, phải chăng hắn đang tự tìm chết? Sau đó nàng tuyệt vọng, hàng trăm võ sĩ sông lên liều mạng cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Phanh 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 phanh, đại ngốc lại vung lên cây côn huyền thiết, không có chiêu thuật gì cả, chỉ là loạn, chỉ là mạnh mẽ. Một cú đánh xuống, lực lượng vô cùng lớn, không thể tránh được, bởi vì tốc độ quá nhanh, không thể chặn được, bởi vì lực lượng quá lớn. Một khi bị cây côn huyền thiết của đại ngốc quét chúng, không có tiếng kêu thảm thiết, không có tiếng hô hoảng loạn, chẳng có gì cả, cả người tức thì biến dạng. Phanh 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 Một cảnh tượng hoa lệ và chấn động xuất hiện Những người bị cây côn huyền thích của đại ngốc quét chúng Giống như dơm dạ Bay đi ra ngoài Vèo 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 Một vài người, mười mấy người Hàng chục người bay đi ra ngoài Họ bay đi ra ngoài hơn 10 mét Đập mạnh vào bức tường Sau đó dính chặt vào đó như tờ giấy Và sau một hồi lâu mới rơi xuống Thẩm lãng nhìn mà ngỡ ngàng Kiếm vương Lý Thiên Thu cũng nhìn mà ngỡ ngàng Anh ta thậm chí còn bị phân tâm sau đó anh ta không khỏi thán phục ôi chúng ta được xưng là kiếm vương thực ra chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi đại ngốc mới là người thật sự lợi hại phu nhân tô lâm quận chúa của thoi quốc này dù cho có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào đi nữa nếu không có thân hình cường tráng như vậy thì cũng không thể tồn tại được nàng vung lên thanh đao to lớn lao về phía đại ngốc để chém anh ta sau đó trước mắt nàng bỗng tối sầm đây là cái gì sau đó nàng không biết gì cả cơ thể nặng 250 cân, giống như rơm dạ, bay đi ra ngoài. Đập mạnh vào bức tường, máu tươi bắn tung lên bức tường. Nàng cả người dính chặt vào bức tường trong một thời gian dài. Sau một hồi lâu, mới dần dần trượt xuống. Toàn thân xương cốt, ngũ tạng lục phủ, đều vỡ vụn. Chết quá đột ngột. Cùng lúc đó, dân chúng trong thành trấn xa gặp phải tai ương khủng khiếp. Ngày hôm qua, Thẩm Lãng đã dẫn họ đi cướp bóc cửa hàng của thương nhân Tây Vực, đoạt đi hơn 10 vạn đồng vàng và vô số đồng bạc những người tham gia cướp bóc đều nhận được một khoản tài sản lớn. Nhưng hôm nay, mỗi gia đình nghèo khổ đều gặp phải tai ương, theo lệnh của phu nhân Tô Lâm. Tất cả các quan viên trong thành trấn xa cùng hàng trăm tên nha dịch và hàng trăm tên võ sĩ mới tới từ Tây Vực, xông vào từng nhà của dân nghèo. Có tham gia cướp bóc ngày hôm qua không? Không có A, à, không có A, à, ta là người thành thật nhất trong thành. Ta không có tham gia, chỉ có vị vương lão tam ở nhà bên cạnh mới tham gia. Nhìn khuôn mặt giả dối của ngươi, làm sao có thể không tham gia? Hãy để ta kiểm tra nhà. Những tên nha dịch giống như sói lang xông vào nhà, đào sâu ba thước đất. Những kẻ phiên biến đã tàn phá mọi nơi, không chỉ cướp đi vàng bạc của ngày hôm qua, mà còn lấy đi tất cả những gì có giá trị. Quan gia, quan gia, đó là tiền của chúng ta, tiền mà chúng ta đã tích góp suốt mười mấy năm để dành cho con trai cưới vợ. Quan gia, ngài không thể cướp đi của chúng ta. Vương Thành thật lao lên. Ngay lập tức, những cây gậy của nha dịch đập xuống như điên cuồng, làm gãy chân tay hắn. Mẹ Vương Thành Thật cũng lao lên. Những võ sĩ Tây Vực nhìn thấy điều này, dù tuổi tác không nhỏ và tư sắc bình thường, nhưng dáng người của bà vẫn không tồi. Họ quyết định nằm với bà. Sau đó, vợ Vương Thành Thật bị ấn xuống mặt đất. Những bi kịch như vậy hầu như diễn ra ở mỗi gia đình. Những thương nhân Tây Vực này đều là túi tiền của Tô thị, họ đã bị cướp ít nhất gần 20 vạn đồng vàng trong toàn thành. Hôm nay họ quyết tâm phải lấy lại Tô Lâm đã nói không sai. Họ không chỉ lấy lại toàn bộ vàng bạc đã mất ngày hôm qua, mà còn lấy được nhiều hơn. Bởi vì tất cả những gì mà mỗi gia đình đã tích góp từ trước cũng đã bị cướp đi. Tô Lâm rất thận trọng, hắn luôn chờ đến khi thẩm lãng tiến vào phủ chủ thành và xác định rằng hắn chắc chắn sẽ chết, mới ra lệnh cho quan viên trong thành nhảy vào từng nhà từng hộ để thu hồi của cải phi pháp của kẻ trộm cướp. Ngay lập tức, tiếng khóc thét vang lên khắp thành trấn xa, mọi nhà đều khóc thét trong đau khổ. Dù có tham gia vào việc cướp bóc ngày hôm qua hay không, mỗi gia đình đều phải chịu trận. Tiền tài trong nhà, các vật có giá trị không chỉ bị cướp đi mà nếu có ai chống cự thì sẽ bị áp bức tàn bạo. Nhẹ thì bị gãy xương, nặng thì phải bỏ mạng. Nếu trong nhà có phụ nữ xinh đẹp, thì nha dịch trong thành trấn xa có thể kiềm chế được, nhưng các võ sĩ Tây Vực hoàn toàn là những con thú. Toàn thành hoảng loạn, tiếng khóc thét vang lên tận trời. Biết bao oan khuất, biết bao giận dữ, đã tích tụ trong lòng mọi người dân trấn xa nếu không có ai dẫn dắt ngọn lửa dẫn dữ này thì họ chỉ có thể sống trong sự uất ức cho đến chết. Nhưng nếu có ai đó dẫn dắt ngọn lửa dẫn dữ này thì chỉ trong nháy mắt họ có thể thiêu dụi cả thành. Tô Lâm cũng chỉ khi xác định thẩm lãng chắc chắn sẽ chết mới dám làm như vậy. Gia tộc Tô Thị sắp phản nghịch, nhất định phải chấn áp hết mọi yếu tố không ổn định. Họ phải sử dụng những biện pháp tàn nhẫn và đẫm máu để khiến mọi người kinh sợ. Dám cướp bóc cửa hàng của thương nhân Tây Vực, đó là tự tìm chết